cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi trở lại phần 2 trong chương trình. Như là anh Tập có thưa rằng là trong phần 2 mình sẽ cho khán giả xem một cái sản phẩm rất là đặc biệt, thưa quý vị, mà tôi nghĩ là cái sản phẩm đó là sản phẩm gì ạ? Sản phẩm này là người máy. Năm ngoái chúng ta đã nói về một cái người máy thông minh của SoftBank ở Nhật Bản. Người máy đầu tiên mà có suy nghĩ, có xúc động, có cảm xúc giống như con người, mà lại rất là thông minh, có thể giúp đỡ người lớn tuổi, có thể dạy cho trẻ em học. Thì năm nay đó lại có một người máy mới mà giá chỉ có 599 đồng. Thì mời quý vị xem trên màn ảnh. Cái người máy này tên là Zenbo. Rất cũng là dễ hay. Thương quá ha. Mà nó có chút xíu à? Không, cũng lớn lắm mà, cũng đứng ngang đầu gối mình đó. Nhưng mà cái chức năng 599 đồng để làm cái gì đây? Thí dụ ở nhà mình có con trẻ mà mình bận, thì cái người máy Zenbo này có thể làm babysitter, tức là sẽ là coi sóc trẻ em. Nhưng mà đâu có thể nào chính phủ cho phép được là đó là cho là một người lớn để có thể chăm sóc trẻ em. Đúng rồi, nhưng mà mình nhớ là người Việt Nam mình thí dụ ở nhà mà người lớn bận rộn thì đưa cho trẻ em một cái iPad hay là cái tablet PC. Thì cái này nó tương tự như vậy mà nó thông minh hơn, là tại vì nó có thể nói chuyện với các em. Nó có thể dạy cho các em. Nó chơi kể chuyện thôi cho mà các em. Phải có người lớn ở nhà. Một cái hay như vậy. Nói về giờ trên phim đã nói về bà mẹ đó đang muốn nấu đồ ăn, rồi trong tủ lạnh kiếm có cái gì đó, thì người máy sẽ cho biết cái công thức nấu đồ ăn như thế nào dựa trên những cái đồ ăn mà mình kiếm được ở trong tủ lạnh. Cái điều hay về của người máy này đó, nó có thể giúp cho mình nói chuyện với lại gia đình ở xa. Tức là nó có cái connection, nó lên được internet, nó có đúng Skype rồi. Đúng. Nó trở thành một cái đài radio riêng của mình. Tivi không? Có tivi không? Là cài 5.7.8 vô trong đó. Không, thực sự ra Zenbo nó có thể chiếu tivi. Nó rất là dễ thương. Nó có màn ảnh mà. Có màn đúng ảnh. Rồi. Cái màn ảnh mà mình thấy là chớp chớp mắt đó, thực sự là một cái tablet PC. Nhắc cho uống thuốc nữa, tới đúng giờ rồi. Uống thuốc, nhắc uống tới giờ uống thuốc. Họ cho biết là trong phim đó họ biểu diễn là đang nhắc cho một người lớn tuổi để uống thuốc. Thì trong này, trong cái Zenbo này đó, nó đặc biệt. Năm ngoái chúng ta về nói về một cái người máy thông minh khác tên là Pepper giá 1.000 đồng, nhưng mà chỉ trong vòng có 15 giây thôi họ bán tất cả những cái sản phẩm của Pepper. Nó coi như là khoảng chừng thuế vô là khoảng chừng 600 đồng. Cái Zenbo cái đó xài bằng pin hay là bằng điện hay như thế nào? Nó có pin. Nên mà nó sạc điện được. Rồi khi nào bị mát dây cái nó báo lộn hay không thôi, thì giờ uống thuốc thì nó bắt là ăn. Nhưng mà rất là hay. Tức là thí dụ mà ở nhà quý vị có cái hệ thống an ninh. Thì nó biết là cái cửa sổ nào mở và cái gì ra. Rồi thí dụ tất cả là mình phải data vô hết. Đúng thì rồi. Nó mới có một cái bộ nhớ. Đúng. Rồi xong rồi bắt đầu rồi nhắc lại. Thì thực sự đối với tụi anh bây giờ đó là mình có thể dùng bằng phone cũng được vậy. Thí dụ như chắc uống thuốc rồi, để alarm uống thuốc nè. Rồi bây giờ nấu ăn gì thì bây giờ mình nói là bây giờ tự nhiên hôm nay mình muốn là ăn canh chua khá kho tổ ví dụ vậy, thì mình không biết nấu thì mình lên Google mình search cái recipe thôi, thì cũng giống như em này. Nói thì đúng chứ không phải sai. Nhưng mà quý vị dựa vào cái điện thoại thông minh, quý vị phải chọt chọt chỉ hoặc là nói chuyện mà cái màn ảnh nó nhỏ. Thì còn... sorry bấm vô nói hey sorry help me to find this that and then sorry sẽ ra hết rồi. cái người máy mà Zenbo mà mới vừa giới thiệu với quý vị đó, nó làm được rất là nhiều cái công năng mà tôi thích nhất là về cái vấn đề giáo dục. Nó có thể kèm trẻ em học, nếu mà thí dụ nhà con em của mình mà không giỏi về toán thì nó sẽ dạy cho toán. Ban đêm nó sẽ ru ngủ, đúng rồi. Khách tới nhà mà nó dòm thấy quen mặt đó, mà nếu mà mình đã ra lệnh cho nó trước thì nó tự động mở cửa. Có nhiều điều rất hay. Trong phim đó họ chiếu lại là một người lớn tuổi bị té, thì Pepper nhận biết ngay là cái tư thế té của người lớn tuổi. Thì Pepper sẽ chụp hình xong rồi sẽ thông báo cho thân nhân của mình hoặc là thông báo ngay cho bệnh viện. Thì nó có nhiều điều rất là lợi. Nó có cái chữ SS hiện lên đó. Và trên phim quý vị thấy là nó thông báo cho người nhà là cái người lớn tuổi trong nhà đó, ông ngoại, ông nội đó đã bị té. Nó điều rất là hay. Nó có quay lại. Mà đây là lần đầu tiên một cái người máy thông minh mà rất là hữu ích
cho gia đình mà giá chỉ có 599 đô la thưa quý vị. Thật sự rồi ông té xuống ông cúi xuống ông lấy đồ thôi cũng dạ, đúng rồi. Dùng con cái hốt hoảng đó, đang chạy về nữa mà đôi khi có những cái mà thực sự là cũng rất là hay, nhưng mà với điều kiện là lúc nào cái người đó cũng phải đi cạnh mình. Nếu mà lỡ mà ông cụ ông té ở trong phòng tắm, ông đã tắm đi mà không có mặt của robot thì cũng như vậy thôi. Dạ vâng. Dạ thì cũng rất là tiện, đối với anh tôi rất là tiện. Nhưng mà nếu mà có nhiều thuyết phục, có nhiều thêm nhiều function nữa thì mình sẽ bây giờ nói lan man một cái chuyện người máy thông minh thôi quý vị, là có cái luật mới ở trên thế giới cũng như là tại Hoa Kỳ, là nếu mà anh có người máy đó thì anh không được yêu người máy. Cái điều nó lạ nhưng mà nó trở thành luật là anh không được abuse người máy, tức là không được đánh đập người máy. Cho dù đây, mặc dù cái đó là chỉ là người máy thôi, không đúng rồi. Dạ. Tại vì người máy bắt đầu có cảm xúc, có cái cảm giác không thật như là người, tại là cái bộ óc là chỉ là thông minh nhân tạo thôi. Dạ. Nhưng mà người ta tiên đoán là trong 5 năm cho tới 7 năm nữa đó, thì mỗi một gia đình sẽ có trương lưu, sẽ có một người máy giống như người máy Pepper của năm ngoái. Dạ. Hoặc là người máy Zenbo của năm nay. Dạ vâng, thưa cảm ơn thầy Tâm rất là nhiều. Bây giờ mình trở lại cái về cái mà sạc pin á, thì cái cách mà thầy Tâm nói rằng là mình sạc pin có 5 phút thôi mà mình nói chuyện được tới 4 tiếng. Đúng. Thì cái phương pháp như thế nào? Đó là một cái kỹ thuật mới thưa quý vị. Trong những cái chương trình trước thì tôi, Tuệ Anh cũng như là Trưởng Lâm có giới thiệu với lại quý vị tới một cái kỹ thuật mới, mà trong 15 năm nay đây là lần đầu tiên cái kỹ thuật mới này nó sẽ phát triển rộng rãi, bắt đầu từ năm 2016. Chính xác hơn là bắt đầu tháng 5, tháng 6 của 2016. Mỗi máy điện toán, mỗi cái tablet PC, kể cả iPad, nếu mà quý vị mua đó, nó không có nhiều cái lỗ cắm nữa. Nó không có USB 1, USB 2, USB 3 nữa. Nó không có HDMI v.v. Mà tất cả thay thế bằng một lên, nó gọi là USB Type-C. Nó rất là nhỏ gọn. Tôi đang đeo trong người một cái USB đũa thần điện toán. Thì cái đầu này là USB 3, quý vị thấy nó bự cỡ nào không? Nhưng mà cái đầu này đó, nó là USB-C, USB Type-C, rất là nhỏ. Thì người ta sẽ dùng một cái này thôi trong tất cả máy điện toán. Cái này có dùng để sạc pin cho máy. Tôi sạc pin cho máy tôi, nhưng mà nếu mà tụi anh, máy của tụi anh hết pin thì tôi lấy cái này tôi cắm qua. Nó có thể sạc tới 100W, trong khi những cái đồ cũ không làm được như vậy. Tốc độ của nhanh gấp 4 lần cái USB 3.0 không, mà hiện giờ là rất là mau rồi. Dựa vào cái tốc độ nhanh như vậy đó, thì người ta làm ra một cái đồ sạc mới, hoàn toàn mới, giá cũng rất là phải chăng, có chừng 49 đô la, 50 đô la thôi. Nhưng mà chỉ trong vòng 2 giờ phút quý vị sạc pin thì cái điện thoại thông minh quý vị có thể nói chuyện được 4 tiếng. Như vậy cái độ nó sạc nhanh và mạnh như vậy, nó có làm cho giảm cái cuộc sống của cái pin của mình hay không? Nếu mà quý vị không xài cái USB Type-C, cái kỹ thuật đó, thì nó sẽ làm pin nóng lên. Mà hễ pin mà nóng lên nó sẽ sạc mau quá đó, thì nó sẽ làm cho đời sống của pin nó giảm xuống. Cái này thì hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái đời sống của pin thưa quý vị. Đó là một cái hay mà cũng tiết kiệm nhiều thời gian lắm. Nếu mà quý vị có máy điện toán cũ, bây giờ quyết định mua máy mới, thì quý vị để ý là hỏi cái người bán xem là cái hay là mình dòm, mình kiểm tra xem là cái máy điện toán mới của mình, cái tablet PC mới của mình có USB-C hay không. Ngay cả điện thoại thông minh người ta cũng xài USB-C. Có cái USB-C thì quý vị có thể an tâm, ít ra 15 năm tới là quý vị không cần phải thay đổi như cái kỹ thuật nữa thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn thầy Tâm rất là nhiều. Chắc là cũng đã gom ghém, cũng đã hết giờ rồi. Chắc là mình hẹn cái chương trình còn nhiều lắm. Chắc là mình hẹn vào để chương trình lần tới mình sẽ trình bày thêm được không ạ? Dạ, trong những chương trình tới chúng tôi cũng sẽ trình bày những cái điều khoa học rất là thú vị, và hy vọng là sẽ giúp đời sống Việt Nam của mình. Dạ vâng, thưa xin cảm ơn thầy Tâm rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình lần tới.